Em chào anh chị và các bạn đã đến với máy chế biến gỗ Đại Phúc Vinh. Hôm nay thì Đại Phúc Vinh mới về bộ nồi keo kháng ẩm POA. Đấy, em sẽ quay để giới thiệu anh chị cái bộ nồi keo kháng ẩm này, nó sẽ bao gồm những gì và chức năng của nó thế nào. Đây là cơ bản về cái bộ nồi keo này. Ở đây em có hai bộ này, mới về hai bộ luôn. Đây, và chúng ta sẽ tìm hiểu vào bộ bên này đi. Như anh chị đã biết, thường trong dán cạnh, trong sản xuất ấy, thì dán cạnh này này, chúng ta có hai loại keo chính. Thứ nhất là cái keo nhiệt thông thường ấy, như keo nhiệt bằng EVA. Thứ hai là keo chống ẩm POR để dán cái cạnh này. Thì mỗi loại keo đều có một ưu điểm và nhược điểm riêng. Đối với loại keo POA thì ưu điểm của nó là kháng nước, là thứ nhất. Thứ hai là nó có thể bám dính trên những cái bề mặt vật liệu như là nhựa này, acrylic này. Đấy. Và thứ ba là cái chất lượng đường keo của POA rất là đẹp. Đối với dán acrylic này chẳng hạn, trên chỉ nhựa này, dán acrylic này, cái độ đường keo bóng đến 90%, gần như là low line. Đó. Với acrylic này thì dán được hết, chúng ta không cần phải bôi dung môi hay là chất xúc tác gì cả để dán acrylic. Bình thường khi mà chúng ta sử dụng cái keo EVA này thì chúng ta phải bôi cái phần dung môi lên á, thì mới dán được acrylic. Đấy là ưu điểm của POA. Đấy, nhược điểm của POA là nó chỉ nóng chảy được một lần thôi. Bởi vì sau khi mà chết đi á, thì nó không nóng chảy được lần thứ hai. Sau khi mà chết đi thì chúng ta phải vệ sinh sạch toàn bộ, rồi đóng kín nồi keo lại thì ngày hôm sau mới sử dụng được, tránh để trường hợp mà keo chết. Đấy là nhược điểm của POA. Đối với keo EVA thì sao? Keo EVA thì được sử dụng rộng rãi trong dán cạnh, bởi vì keo EVA giá thành thấp hơn keo POA, POR. EVA là loại như thế này này. Thường thì EVA thì keo chỉ có khoảng cỡ 80 đến 100 ngàn một ký, còn POA thì đến từ 200 đến 500 ngàn một ký cơ. Ưu điểm tiếp theo của keo nhiệt là nó có thể nóng chảy được nhiều lần, nên là thuận tiện trong quá trình dán cạnh. Hôm nay chúng ta làm việc xong rồi, rồi chúng ta tắt máy để keo nguội chết đi, rồi mai chúng ta mở lại thì keo vẫn xài được bình thường, nó chỉ hơi ngả màu một chút thôi, còn vẫn xài được bình thường. Còn đối với POR, POA này thì chúng ta phải vệ sinh, sau khi mà làm xong thì phải vệ sinh sạch đi, rồi tắt máy, hôm sau thì mới sử dụng được tiếp, phải dùng cả dung dịch để vệ sinh nữa. Em sẽ giới thiệu thêm đến anh chị cái phần kết cấu của cái bộ này. Một bộ này thì sẽ bao gồm bộ bơm keo đây. Đây là toàn bộ bơm keo này. Và cái phần này là phần mà chúng ta lắp lên cái máy dán cạnh của chúng ta. Đây là cái bộ nồi keo ở lắp lên máy dán cạnh này. Đấy. Ưu điểm của cái bộ nồi keo này á là bộ nồi keo kín. Ở đây này có van đóng. Đấy. Khi mà chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta chỉ cần kích trên màn hình á, để cho cái van này đóng lại. Đó. Rồi cái keo này từ đây đi ra ngoài. Đi lên cái này, đi lên cái bơm keo này sẽ được bảo vệ và không tiếp xúc với không khí, từ đó thì keo không bị chết. Ngày mai chúng ta mở lên, chúng ta chỉ cần vệ sinh cái phần xịt khi nén để vệ sinh sạch cái phần này đi thôi, là chúng ta có thể hoạt động được tiếp. Đây là cái phần ưu điểm của nồi keo kín. Đa phần bây giờ thì người ta sử dụng, các xưởng sản xuất thì đều sử dụng cái nồi keo kín như thế này. Rồi ở đây có một số bát này, rồi ốc vít bù long để chúng ta có trong quá trình mà lắp đặt thì chúng ta lắp lên máy. Rồi bên đây là cái phần nồi keo. Đấy, nồi keo thì có hai cái xi lanh ben hơi rất là lớn ở đây, làm nhiệm vụ là ép keo, ép từ trên xuống để keo ra ngoài. Ở đây chúng ta có một cái piston để gắn vào nồi keo này. Piston có đường kính là 280 mm. Đấy. Ở đây chúng ta để được cái thùng keo 20 kg. Rồi.
Ngoài ra thì cái này, bộ nồi keo này đầy đủ ống hơi này, dây hơi này, ống hơi, dây hơi, rồi công tắc hành trình này. Đấy, đều đầy đủ hết. Ở trong này là một số van sôi nồi đầy đủ hết, chúng ta chỉ lắp lên máy dán cạnh là xong thôi. Đó. Máy sử dụng POC và màn hình cảm ứng. Toàn bộ thông số thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên này. Thông số lực ép, rồi ép bao nhiêu thì đều điều chỉnh ở trên này. Ở đây thì có một số nút nhấn cơ để điều chỉnh, như là lên ép keo thủ công này, ép keo thủ công, mở nguồn, rồi mở công tắc ba pha. Đây có một cái đồng hồ để thể hiện cái áp suất khí nén. Đấy, chúng ta phải cung cấp khí nén vào cho máy nữa thì máy mới hoạt động được. Rồi, đây, bên đây một bộ nữa cũng y chang như vậy. Ok, vừa rồi thì em đã giới thiệu đến anh chị chi tiết về cái bộ nồi keo POA này, chức năng của nồi keo. Anh chị có nhu cầu nâng cấp nồi keo POA, hoặc là anh chị đã có cái máy dán cạnh mà có hai nồi keo rồi chẳng hạn, thì sử dụng nâng cấp một cái nồi keo POA, một còn một nồi keo EVA bình thường thì dán được cả hai loại thì rất là ok. Bên Đại Phúc Vinh thì lắp đặt rồi hướng dẫn vận hành tại xưởng bên mua cho anh chị đầy đủ trên toàn quốc. Ok, cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.